thân mến chào tất cả anh chị em đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình ngồi trên xe và ngồi đọc comment của mọi người á, thì có một số chị á là kêu là mình kể lại là lần đầu tiên gặp chồng mình như thế nào. Thì bắt đầu ngồi trên xe đi chắc cũng 40 mấy phút, cho nên mình sẽ ngồi đây mình kể cho mấy chị em là lần đầu tiên gặp ông xã như thế nào nha. Thì á, bữa đó là 23 Tết. Thì trước khi đó là bắt đầu mình bị thất tình với mọi người, kêu bằng buồn á, bị bồ đá buồn quá thất tình. Cái xong cái có cái bài gì á, bà hỏi là thôi bây giờ nó bỏ mày, tao làm mai mày đi nước ngoài, mày chịu không? Cái mình mới nói cũng được, chơi luôn. Mình nói vậy đó, theo kiểu mà chán đời mà, chơi luôn. Cái hỏi là ông này ổng hơi lớn tuổi nhưng mà đẹp trai lắm, mày chịu không? Chịu thì tao nói với nó cho nó qua, nó coi mắt mày rồi được thì cưới. Cái xong mình nói đâu dẫn qua coi mắt đi, coi ổng có thiệt đẹp trai không, nếu như đẹp trai con mới lấy nha, còn xấu không lấy đâu nha. Cái xong cái ổng á, bả mới chạy về bên nhà ông này nói chuyện với ông này. Sau đó thì ông này cũng về chơi thôi chứ không tính cưới vợ. Rồi cái em của ổng mới xúi ông cưới vợ. Em ổng kêu là thôi anh ba đi cưới vợ đi. Cái xong cái nói là có cô bé này nó đang thất tình, đi hốt nó đi. Cái xong cái ông nội này nghe gì đâu coi thử rồi. Nghe sao khen quá trời khen, đâu đi gặp mặt thử rồi được thì tiến tới, còn không thôi. Ông nội này theo kiểu là vì nam chơi mà bất cần, mà không có quan trọng là phải có vợ. Cái đi bữa đó lần đầu tiên 23 Tết thì hẹn nhau gặp. Cái qua nhà Minh á thì ổng nhờ cái bà mai mối đó dẫn qua. Nhưng mà bà mai mối đó bả cố tình bả né, giống như là bả lúc mở miệng ra đòi làm mai á thì quên suy nghĩ là mình nhà mình có cháu. Xong rồi cái khi mà hứa là mai xong rồi bắt đầu cái mới suy nghĩ là nhà mình có cháu thôi, để mình làm mai cháu mình chứ cái gì đó. Xong bắt đầu đổi ý, các bạn đổi ý cái mới nói với ông này là bận không có dẫn đi qua nhà mình được. Rồi còn quay qua nói với mình thì ông nội này ba mẹ nó gọi điện ở Vũng Tàu gọi điện kêu về rồi, cho nên nó đi về rồi, nó không qua được, thôi qua Tết đi, nó vô rồi coi mắt rồi nói chuyện đó. Xong rồi cái ông này với em của ổng hai người tối đêm đó là đi uống cà phê, là có chạy ngang tiệm của Minh thì lúc đó là cũng đã nghe nói rồi, rồi cũng chỉ chọt nhà ở đó rồi. Rồi xong rồi cái hai ông vô tình chạy ngang, tại lúc đó là Minh có một tiệm vải rất là lớn mà ngay dịp Tết mà may đồ nhiều lắm. Rồi cái mình cứ ngồi mai hoài, cái mình không có đóng cửa tiệm, mình cứ để đại với phần Tết mà vui nữa. Đóng cửa tiệm làm gì, dòm người đi qua đi lại cho nó vui. Cái mở cửa tiệm vậy đó, cái hai ông mình chạy ngang cái thấy. Cái ông em rể của ổng hỏi anh ba thấy cô ở trong đó không? Cái ổng mới nói thấy rồi sao? Cái hỏi anh ba thấy làm sao? Có nói dễ thương, nhìn cũng dễ thương, được. Cái xong cái ông kia mới lạng lên thêm lần nữa. Cái ông nội nè nó bây giờ mày có về hay không, mày không về hả tao xuống xe tao đi bộ về à. Cái thằng kia mới nói ok vậy thôi để em chở anh ba đi uống cà phê. Cái chở đi uống cà phê xong á thì sáng là bị hứa, ổng nói Minh là hứa lèo, nhưng mà thật sự mình đâu phải hứa lèo, do cái bà nội là mai thôi chứ mình đâu có hứa lèo hứa lụi gì đâu. Rồi cái xong cái ổng đi lúc mà ngồi trên xe đi tới Long Thành rồi thì nhà ổng ở Vũng Tàu, ổng đi tới Long Thành rồi cái ổng mới nói chuyện với em, ổng nhỏ em gái ổng mới hỏi là con bé đó làm sao, ông thấy mặt chưa. Thì cái ông em vợ của ổng mới nói là thấy rồi, hồi tối có chở anh ba đi ngang cho anh ba thấy mặt rồi, dòm rồi. Cái hỏi anh ba là gì, anh ba thấy làm sao. Cái ông nội này mới nói là thấy cũng dễ thương cũng được. Cái nhỏ kia nó mới tức mình, nó mới nói nếu như ông biết nhà rồi, đã thấy con bé đó được rồi thì dòng lại đi. Thì ông nội này ổng mới nói là Minh mới đầu lòng, nói là Minh hứa lèo hứa lụi, con người nói hai lời ổng không thích. Ông nói thôi dẹp luôn đi, nếu như con người nói hai lời thì dẹp luôn, không có gặp mặt, không có nói chuyện, không có mai mối gì hết á, không có mắt gì hết trơn á. Ông nói vậy đó. Cái xong cái nhỏ em ổng mới nói tôi tức mình quá, thôi nếu như nghe nói là con bé đó dễ thương được dòng lại.
dòm ra cho tôi để tôi nói chuyện thử coi, bây giờ ghé vô tôi vô mặt nhỏ đó thôi tôi đi cũng được nữa. Cái xong cái ông này thì tự ái, giống như là nghĩ sao mình là Việt Kiều nữa, mình cũng đẹp trai nữa, nghĩ sao mà có trẻ thì trẻ thiệt nhưng mà làm gì mà chảnh dữ vậy, giống gì ấy ông nói vậy đó. Cái xong cái ông không chịu, ông không chịu, ông nói không, bây giờ tao không quay lại. Cái ông em vợ với con em của ổng nói bây giờ hả ông quay lại cho tôi, còn ông không quay lại hả tôi xuống tôi đi bộ à. Cái xong cái thằng chồng sợ con vợ quá cái phải dòm đầu lại, mà thằng chồng nó cũng, thằng chồng của con em ổng đó, nó cũng khoái theo kiểu là muốn làm mai ổng vậy đó. Giống như các bạn biết không, trên đời thì có bốn cái ngu, mà cái ngu làm mai á thường ai cũng khoái lắm, khoái lắm. Cái xong cái dòng đầu lại chở ông nội này tới nhà mình, thì bắt đầu mình kể tiếp lên cái phần của mình ha. Thì tới lúc đó là mình đang ngồi mai, mà là cái bà nội đó, bà ra bà nói là nó đi về má nó rồi, nó không có ghé được, thôi nó hẹn qua tết đi gặp mặt. Bà đang còn ngồi nói chuyện với mình vậy, bà đang chỉ mình này kia nọ là nó, con phải bào tiền nó, con phải đòi hỏi lên, nếu như mà nó mà chịu nó ra là con hả, con biết không, nó không có thích tóc vàng đâu. Hồi lúc đó là Minh, lúc thời gian mà Minh gặp chồng Minh là Minh tóc vàng, Minh nhuộm tóc màu vàng như mấy người Tây vậy đó, vàng màu chanh á, vàng hạt chanh á đó. Các bạn biết hả, cái màu vàng đó ha, nó sáng cực kỳ sáng luôn, mà Minh uống tóc mà theo kiểu mì lọn á, nó cà quăng vậy đó, nó quăng ship giống như là Mỹ Đen vậy đó. Cái xong cái bà mới nói là trời ơi, nó không có thích mấy đứa con gái mà tóc vàng nhuộm xanh đỏ này đâu, không thích đâu. Cái xong cái bà ngồi bà nói chê, giống như là chê khéo vậy đó, cho Minh đừng gặp ông nội này á, giống như là không thèm gặp nữa đó. Cái xong cái đang ngồi nói vậy, xong cái ông nội này ổng với em ổng thắng xe cái kịch trước nhà vậy đó, cái đi xuống. Cái bả mới dòm mà thấy, bả thì bây giờ mà thấy cái xe đó, bả biết, bả nói ủa kìa, nó dòng lại rồi kìa. Cái mình hỏi ai dòng lại, cái bả nói kìa xe này của ông Tho, là em của ông này. Cái xong cái nói ủa gì hả. Cái xong cái đầu cái bả mới ra, bả mời vô, bả theo kiểu là cái cô em của chồng mình đó là biết bà đó. Rồi xong cái bả hỏi ủa sao con nó đi về Vũng Tàu rồi sao về dòng lại vậy. Cái bà em của ông này mới đi vô cái nói chuyện xong nó nói ừ, tại nãy đang đi trên đường cái ngồi nói vậy. Cái xong cái anh ba nói là hồi tối là có thấy mặt cô này rồi, cho nên giờ con muốn quay lại con xem mặt cô này coi như thế nào, nhưng mà vô tình có năm ngồi ở đây thì không, con vô luôn đó. Cái bắt đầu vô ngồi nói chuyện, mà ông nội này các bạn biết không, giống như là người ta đây còn giận đúng không, giận là nghĩ sao tôi đẹp trai vậy nè, tôi Việt Kiều nữa, tôi có giá mà sao mà theo kiểu mà cho tôi leo cây vậy, tôi không thích, giống như bực bội á, các bạn hiểu không. Ngồi ngoài xe không vô, ngồi ngoài xe luôn không thèm vô các bạn ha, không có chịu không vô đâu nha. Cái xong cái em ổng ra kêu một lần không vô, cái ra cái lúc đó mình ra mình quay bạc á, mình ra quay cái bạc, tại lúc đó trời cũng nắng rồi, mà mình ra mình quay mình địa thử ông nội này làm sao, ổng đẹp trai cỡ nào mà ổng chảnh chó vậy không vô, phải không. Thấy lúc mà kêu vô không vô, mà đi đến coi mắt vợ mà chảnh kiểu đó là thấy là bực rồi, mình không thích rồi ha. Cũng ra coi mặt thử thằng này đẹp cỡ nào mà nó chảnh chó vậy không. Ra coi cái đứng vừa quay bạc vừa dòm nó nói nhìn cũng được, cũng đẹp trai, mũi cao, tại nhìn ngang vậy nè các bạn, ông ngồi trong xe mình nhìn ngang vậy nè. Cái ông quay ông dòm mình xong cái họ cái mình đi vô thì con em của ổng mới ra nói, em ổng mới ra nói là anh ba vô đi chứ ngồi ngoài xe kỳ quá. Cái ổng mới đi vô rồi bắt đầu ngồi nói chuyện, rồi có thấy Minh cũng xinh gái phải không. Bắt đầu sao anh, đúng rồi sao anh hả, cảm giác sao anh không biết mình nó không có để ý đó. Nói nghe không, nghe không, đang bực mình cho nên không có thèm để ý tới. Rồi lúc nào mới để ý? Cái lúc lấy cái thẻ rồi mới để ý. Xong cái bắt đầu cái trả đi coi mắt vợ mà chả không có nói chuyện gì trơn á, chả có mặt chả thầu ẩu, giống như là bánh bao chiều và bánh ế vậy các bạn. Nó là cái xong cái mặt chầm dầm đóng vậy đó, cái đầu ngồi ngồi
rồi không nói năng gì chân, nín hinh nè, không nói năng gì chân. Cái xong cái mình mới ngồi nói chuyện, mẹ mình ngồi nói chuyện với em ổng, mẹ mình với ba mình ngồi nói chuyện với em ổng. Cái ông ngồi ổng nghe, ông nghe cái ví dụ như ba mình hỏi ừ bển cậu làm gì, rồi ông bển cậu có gia đình chưa, thì đại loại là hỏi ông này cho ông này trả lời vậy đó. Thì khi ổng nói chuyện ra là mình để ý mình nghe cái tiếng của ổng, xem cái tiếng của ổng như thế nào. Tại vì thường có những người họ cái tiếng họ chân chát hay giọng thổ hay gì đó để mình nghe, để mình biết được là cái tánh của ổng là khó chịu hay là dễ gì đó, thì mình cũng lắng lỗ tai nghe. Rồi bắt đầu ổng mới trả lời lại được hai ba câu gì đó, cái hồi mới nói là thôi giờ cũng trễ rồi, cho chắc con về chắc con đi về thôi, con từ giả chú về, tại em của ổng nói chuyện với ba mình gì đó. Rồi cái ổng mới nói cái em ổng mới kêu là thôi cho xin số điện thoại đi, cho xin số điện thoại đi, hai bên nói chuyện với nhau, nếu hợp thì tính tới luôn, còn không thì coi như làm bạn. Đó, cái xong ông nội này thôi giống như mẹ mình nói lấy điện thoại ra đi, tôi đọc cho lưu. Cái xong cái ông nói không, bác cho con lấy cái cô đó kìa, cho con mới lấy, còn hả cô đó không cho con lấy. Cái xong chảnh đâu biết không, cái mình là mình bực ông nội này. Cái lúc mà lại nhà mà không vô nhà là mình thấy mình bực rồi nha, là mình thấy mình không có cảm tình rồi đó. Cái mình chảnh chó lại, mình chảnh chó lại, cái mình nói cà bu rít á, tôi để ngay đó đó, thích thì lấy, thích thôi, em nói vậy đó. Nói thì kiểu chảnh chó mà không cần, mà theo kiểu mẹ nó mày Việt kiều mà mày chảnh kiểu này chắc về ở mày không nổi rồi. Giống mình suy nghĩ dễ mà mình bực bội mà. Cái xong cái đứng lên lấy bạn, tự lấy chứ mình đâu có đưa, tự lấy, đứng lên tự lấy. Tự lấy cái cặp của xích xong rồi cái thôi con từ giả chú về. Anh chào em, anh về nha, bye bye em nha. Nó nói dạ. Xong rồi lịch sự tế nhị mà. Nhưng mà lúc đó là mình ngồi mình dờ mỏng á, là mình cũng thấy ông đẹp trai. Trai lắm các bạn. Lúc mà lấy anh mang tiếng là già thiệt nhưng mà đẹp trai lắm. Mà có nhiều người họ nói mình á, mày xài đồ hao quá, mày xài làm sao mà chồng mày á, mới có mấy năm mà nhìn nó xấu, nó tàn quá trời. Mà không phải là mình xài hay là gì hết trơn. Tại vì theo kiểu là tự nhiên cái ổng có vợ rồi, cái ổng làm biến sửa sạn các bạn, ổng bỏ luôn. Ổng làm biến sửa sạn, ổng không có trao chuốt cái gì về bản thân ổng trơn. Mỗi khi á hả, ổng còn ra ngoài đường ha là tắm thơm tho, rồi bắt đầu quần jean ha, áo thun, bỏ áo vô thùng ha, mang giày bốt ha, rồi hả mứt gượt, cạo râu mứt rượt ha. Còn bây giờ các bạn biết không, đi ra ngoài đường hả, râu ria để bồm xòm vậy nè, rồi hả quần áo thì sọc sạch, rồi mang dép mà vậy hả, không có sửa sạn gì hết trơn á. Tại vì á ổng nói là có vợ rồi, không cần diện nữa, diện ai coi, để vậy diện quá vợ nó ghen. Các bạn coi vô duyên không, cái bắt đầu cái người ta thì người ta nói mày xài đồ hao, mà đâu phải mình xài đồ hao mà tại ổng bỏ phế thôi chứ đâu phải xài mình đâu. Cái lúc đó là giờ mình thấy đẹp trai mới lấy các bạn, nhìn đẹp trai mà đi với mình xứng lắm, xứng đôi lắm. Cái mình thấy vậy mình chịu cái mình mới nhận. Tối đêm đó bắt đầu nó mới nói chuyện với nhau, bắt đầu bởi vì mình mới có làm một cái video là cầu hôn sau 3 ngày nói chuyện đó. Thì nếu như ai mà chưa có xem video đó thì quay về video đó bấm vô để chút xíu mình sẽ để cái đường link như thế này cho các bạn bấm vô là cầu hôn sau 3 ngày nói chuyện. Sau 3 ngày nói chuyện là cầu hôn luôn. Là lúc đầu á là đi coi mắt như vậy là tính là hợp và chịu là sẽ lấy nhau rồi. Là trong hai bên ai cũng đều hiểu được là nếu như thật sự mà cảm thấy vừa ý là sẽ có đám cưới xảy ra rồi. Nhưng mà mình mới nói với ổng là em thích cái gì đó rõ ràng. Nếu như anh muốn lấy em về làm vợ, anh phải mở miệng anh nói đàng hoàng, anh phải hỏi em xem em có đồng ý hay không. Chứ em không có thích theo kiểu im rồi tự làm rồi theo kiểu là hồi đó anh đâu có hỏi hay cưới em đâu, em đâu có thích em đâu này kia nọ. Thà anh phải rõ ràng, ví dụ như giờ anh thích em, anh muốn lấy em về làm vợ thì anh phải cầu hôn, mà nói chuyện đàng hoàng là em có đồng ý làm vợ anh không. Là bắt đầu cái
Mình nói vậy xong cái hỏi sao, ông nói chuyện xong cái hỏi vậy bây giờ anh hỏi em có đồng ý làm vợ anh không gì đó, thì cái mình mới nói là dạ em đồng ý làm vợ anh đó. Lúc đó bắt đầu mình mới nói vậy, mình nói phải rõ ràng, như nếu như mà có chia tay hay là không quen nữa thì cũng phải nói rõ ràng. Mình thích rõ ràng chứ mình không có thích theo kiểu mà mình không thích vậy mình nói với ông vậy đó. Cái xong hai vợ chồng nói chuyện chắc cũng 3 đêm liền, 3 ngày liền, nhưng mà khi mà ông hỏi là lấy có lấy anh hay không á thì lúc đó là 2 ngày sau là ông hỏi rồi. Rồi xong tới ngày thứ ba là bắt đầu mới nói chuyện trao đổi nhiều hơn. Mà thường là mình lúc đó mình đang bị sốc về cái chuyện tình cảm á, cho nên nó mình kể hết cho ông nghe, rồi cái quan điểm mình cuộc sống mình như thế nào mình cũng kể luôn, rồi cái tánh tình mình xấu chỗ nào mình cũng kể luôn, kể hết tất cả mọi thứ mình hỏi. Tại vì mình nghĩ là trong nếu như mình có thời gian mình tìm hiểu thì những cái điều đó mình không cần phải kể, là mình để cho họ tự khám phá mình ra và họ tự chấp nhận những cái điều đó. Nhưng mà còn với chồng mình á, là quen nhau rồi làm mai thì cái chuyện đó là mình nên nói cho ổng nghe để ổng không có bị bỡ ngỡ. Nếu như ổng chấp nhận được những cái điều đó của mình thì ổng sẽ không phải bị bỡ ngỡ khi ổng về sống với mình. Còn nếu như ổng không chấp nhận được những điều đó thì coi như là bây giờ chấm dứt luôn thì tốt, chứ không cần để theo kiểu về sống chung với nhau rồi tôi biết bà vậy hồi đó tôi không lấy đâu, tôi mà biết bà xấu vậy tôi không lấy, tôi mà biết bà thế này thế kia tôi sẽ không lấy. Các bạn hiểu không? Cho nên mình nói cho ổng nghe hết những ngày mình quen, ví dụ như mình bao nhiêu cuộc tình, bao khi người bắt đầu đau khổ ra sao, rồi bị người ta phản bội ra sao, rồi cuộc sống mình từ nhỏ khổ sở như thế nào, rồi ba mẹ mình với mình lập nghiệp ra sao, nói hết kể hết. Rồi mình trong cuộc sống mình tại sao có tánh tình mình lại kỳ cục như vậy, hay là rồi tại sao mà mình đi ra ngoài đường mình hay tỏ vẻ giống như là một người hư hỏng để cho người ta hiểu lầm. Tại vì thường Minh, cái tánh Minh á, Minh không phải là một con người hư đốn, nhưng mà Minh đi ra ngoài đường Minh thích theo kiểu là mình xỏ đó, mình xỏ cho bản thân mình vui, mình giống như mình thoải mái thôi, nhưng mà không phải là đụng đâu cũng lấy. Minh rất là khó tánh, ai mà quen Minh hả là họ mới biết là tánh Minh khó khăn lắm. Nhưng mà tại vì theo kiểu cái tánh của mình vui vẻ vẻ, mà mình theo kiểu mình thích như vậy, thích cái phong cách như thế thôi, chứ không phải là mình là con người như vậy. Cho nên có nhiều người á, có nhiều người họ quen Minh lần đầu tiên mà họ gặp Minh á, họ thấy Minh là một con người hư, cái họ tiếp cận với mình rồi xong rồi khi mà họ tiếp cận với mình xong rồi bắt đầu cái họ lúc đầu cái ý nghĩ của họ là tiếp cận nhỏ này chắc hư hỏng, chắc lấy cả làng rồi, không thôi là theo kiểu là chắc bao nhiêu thằng qua tay qua chân rồi thôi kệ quen chơi thôi, chấm vậy đó, cứ nghĩ vậy đó, thôi quen chơi quen nhanh nó chơi thôi. Nhưng mà tới khi mà quen Minh rồi, đi chơi rồi và biết cái hoàn cảnh gia đình Minh rồi thì họ bắt đầu họ mới có một cái suy nghĩ khác và họ thương Minh nhiều hơn. Tại vì á, chỉ khi đi chơi là Minh như vậy thôi, nhưng mà ở nhà là Minh làm công việc làm phụ mẹ rồi Minh ít đi chơi lắm, Minh chỉ đi đúng 2 tiếng đồng hồ thôi, là 8 giờ tối cho tới 10 giờ đêm. Mà các bạn biết không, đi khoảng giờ đó thì chỉ đi uống cà phê tán gẫu chút xíu rồi về rồi, 8 giờ tối tới 10 giờ đêm là Minh phải có mặt ở nhà. Là mẹ Minh rất là khó lắm, trời ơi, nhiều khi một tuần bà cho đi chơi có 3 ngày thôi, mà nhiều khi bữa nào mà chọc bà giận rồi là coi như bữa đó khỏi đi luôn, ở nhà luôn, bà chửi bà đập á, mẹ mình khó lắm luôn á. Rồi cái nhưng mà mình đi chơi mình cứ làm theo cái kiểu là mình quậy gì đó, cái người ta hiểu lầm là người ta nói mình gái hư gái hỏng. Nhưng mà khi mà họ tiếp xúc mình rồi họ mới biết được là mình là con người không phải như những gì mình thể hiện ở bên ngoài. Cũng như kênh YouTube của Minh vậy đó, Minh lên đây là Minh cũng hay nói xàm, nói bà láp, nói tào lao bác xế, rồi nói chuyện hơi dâm dâm, rồi ghẹo ghẹo mọi người chơi để cho mọi người hiểu lầm chơi vậy thôi. Nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc với Minh đi rồi biết Minh không phải là con người như thế. Bởi vì có nhiều người họ nói theo kiểu giống như là họ ngồi nói chuyện với mình, họ thấy mình nói chuyện vào những cái chuyện tế nhị mà mình hay nói giỡn, nói nhạo rồi đó, cái bắt đầu họ tưởng mình dễ dàng, bắt đầu họ lại gần họ dê hay là họ thả dê á, là bị Minh chửi hoài à, rất là nhiều luôn. Mà hầu như là những cái
có những đứa mà theo kiểu mà quen Minh cũng cũng bị Minh chửi như vậy luôn, theo kiểu tại thả dê như vậy đó, bắt đầu cái Minh chửi chửi xối xả vô mặt luôn, chửi xong bắt đầu xin lỗi, anh xin lỗi em, anh đâu biết đâu, anh tưởng em là con người như vậy. Xong rồi khi mà tiếp xúc Minh qua một cái phương diện là về cái phương diện làm ăn, tại lúc đó là Minh có một cái tiệm vải rất là lớn mà Minh đứng tiệm, Minh buôn bán cho mẹ Minh, thì họ mới biết được là cái tính cách của mình như thế nào, và tính cách của mình nó thật nhất khi Minh làm ra làm mà chơi ra chơi, Minh chơi là mình chơi hết mình, nhưng mà khi làm rồi là khác hoàn toàn, giống không có giống như khi mà Minh đi chơi, khác lắm. Cho nên hả, ông này lúc ổng tiếp xúc với Minh vậy, bắt đầu cái ổng thấy Minh chảnh á, theo kiểu mình cũng bực, lúc đó mình bực ổng mà mình chảnh, cái bắt đầu cái ổng cũng bực mình lại với mình, rồi bắt đầu cái ổng nói, ổng nói theo kiểu là ổng cũng tìm hiểu nói chuyện với cô này thử coi, và một ngày hai ngày coi sao. Nhưng mà ổng không nghĩ là khi mà ổng nói chuyện với Minh rồi mình kể những cái điều đó của mình ra, bắt đầu cái ổng bị, thật sự là ổng bị chinh phục. Rồi bắt đầu cái khi mà ổng quyết định lấy Minh nữa, đầu ổng rất là tự hào, rất là vui, đi dài khoe, còn không hả đi đâu cũng hả vợ tối ngày vợ, còn không là ngồi nói chuyện là mở miệng ra là vợ không. Ủa con trai Thức ơi, he he. Thôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, bye bye và hẹn gặp lại.